Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, đó chính là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, là một thành phố mê hoặc với hàng ngàn năm lịch sử. Thành phố này kết hợp vẻ đẹp kiến trúc cổ xưa với sự phát triển nhanh chóng của một thành phố hiện đại. Bắc Kinh là nơi bạn có thể khám phá những kho báu văn hóa và lịch sử độc đáo, cũng như tham gia vào nhịp sống sôi động của một thủ đô đa dạng và năng động. Bắc Kinh là một thành phố tuyệt vời với nhiều điều thú vị để khám phá. Nếu bạn có cơ hội đến Trung Quốc, hãy chắc chắn ghé thăm Bắc Kinh và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà thành phố này mang lại. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Estee Lauder đã từng nói, bất cứ khi nào tôi nghĩ mình không thể tiếp tục, tôi buộc bản thân phải tiến tới. Thành công của tôi được dựa trên sự kiên trì, chứ không phải may mắn. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị của thủ đô Bắc Kinh ở phần cuối của video này. Bắc Kinh là gì, ở đâu? Với bề dày lịch sử hơn 3.000 năm và là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cố đô của Trung Quốc, với các tên gọi khác trong quá khứ là Yên Kinh, Trung Đô, Đại Đô, nơi đây tự hào khi đã chứng kiến biết bao nhiêu sự thịnh suy của các triều đại phong kiến. Do đó, Bắc Kinh được xem như là nơi hội tụ của mọi tinh hoa, sáng tạo của trí tuệ người Trung Quốc qua suốt mấy nghìn năm, với các phát minh như bút lông, giấy, động cơ nước, thuốc súng, pháo hoa và bản đồ. Bắc Kinh là thủ đô thuộc tỉnh Hà Bắc, nằm ở phía đông bắc của Trung Quốc, phía đông nam giáp thành phố Thiên Tân và có diện tích 16.800 km², là thành phố có diện tích lớn thứ tư ở Trung Quốc, với dân số khoảng 22 triệu người, là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Bắc Kinh là trung tâm chính trị, văn hóa và giáo dục lớn nhất của Trung Quốc, là nơi đặt trụ sở chính của hầu hết các công ty, tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh sở hữu hệ thống giao thông hiện đại bậc nhất với các đường cao tốc, đường sắt được bố trí hết sức khoa học. Sân bay quốc tế của Bắc Kinh là sân bay rộng thứ hai thế giới, chỉ sau sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Kinh có nền kinh tế vô cùng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và văn hóa. Thành phố cũng là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lớn của Trung Quốc, với nhiều trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Ngoài ra, Bắc Kinh còn là một địa điểm du lịch phổ biến và hấp dẫn với khách du lịch quốc tế, với các địa điểm nổi tiếng như Thập Tam Lăng, Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên. Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện này đã thú vị, thì chờ đợi xem phần tiếp theo, chúng mình sẽ mang đến những điều còn hấp dẫn hơn. Những điều ít ai biết về Bắc Kinh. GDP năm 2022 của Bắc Kinh đạt 614 tỷ đô la, thu nhập bình quân đầu người là 10.000 đô la trên người. Một điều đáng lưu ý là nếu tách riêng Bắc Kinh thành một quốc gia độc lập, thì GDP của Bắc Kinh còn cao hơn cả GDP của Việt Nam hoặc của Thái Lan. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Lịch sử Bắc Kinh với hơn 3.000 năm tuổi, nó có tuổi đời ngang với London, lớn tuổi hơn New York 6 lần và lớn hơn Sydney 10 lần. Bắc Kinh lưu giữ vô số các di tích lịch sử như Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng và Tử Cấm Thành. Thành phố cũng là một trong những khu có người ở lâu đời nhất trên thế giới. Đó là di tích người Vượng ở Bắc Kinh. Bắc Kinh là thành phố được chọn làm thủ đô 6 lần của Trung Quốc. Thứ nhất là thủ đô của nước Yên vào thời Chiến Quốc, sau đó là thủ đô của nhà Nguyên, rồi lần lượt trở thành thủ đô của nhà Minh, nhà Thanh và Trung Hoa Nhân Quốc. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949 là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho đến nay. Bắc Kinh là nơi có 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Một là Vạn Lý Trường Thành, hai là Tử Cấm Thành, ba là Di Hòa Viên, tức cung điện mùa hè để Từ Hư Thái Hậu nghỉ ngơi, 4 là đền Thiên Đàng, 5 là Thập Tam Lăng là lăng mộ của nhà Minh, 6 là di tích người Vượng Bắc Kinh và 7 là kênh đào Đại Vận Hà. Chỉ một thành phố mà có đến 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận, các bạn có khâm phục thành phố này không? Các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Tử Cấm Thành là điểm tham quan có lượng du khách viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Tử Cấm Thành là công trình kiến trúc cổ lớn nhất trên thế giới và là cung điện hoàng gia được bảo tồn tốt nhất. Hàng năm, nơi đây đón tiếp khoảng 14 đến 19 triệu lượt khách du lịch. Số lượng du khách khé thăm nhiều gấp 2 lần so với bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Bắc Kinh có hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất thế giới. Tàu điện ngầm Bắc Kinh là một trong những hệ thống đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới. Nó vận chuyển khoảng 10,5 triệu lượt khách mỗi ngày, với mạng lưới tàu điện ngầm có tổng chiều dài 727 km, xuyên suốt 12 quận nội ngoại thành và có tổng cộng 232 ga. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng nhau. Các bạn có thấy câu nói này đúng không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận. Những điểm du lịch đẹp nhất ở Bắc Kinh. Thứ nhất là Tử Cấm Thành, được xây dựng từ năm 1406.
gồm 980 tòa nhà trên diện tích 720.000 m². Đến đây du khách sẽ cảm nhận lịch sử như được tái hiện lại trước mắt từ những kiến trúc lăng tẩm, đền đài, cung điện nguy nga, thưởng ngoạn cảnh sắc và kiến trúc ấn tượng độc đáo của cung đình Trung Quốc. Nơi đây là cung điện của vua nhà Minh và nhà Thanh với quy mô lớn nhất được bảo tàng nguyên vẹn nhất trên thế giới. Những vật liệu xây dựng nên từ Cấm Thành cũng vô cùng xa xỉ như gạch Tô Châu, ngói men An Huy, đá Phồng Sơn, gỗ Phương Nam. Các cung điện lớp ngói lưu ly màu vàng, bức tường sơn màu đỏ thể hiện sự uy nghiêm, hạnh phúc và may mắn. Hàng triệu bảo vật qua bao đời đế vương còn lưu giữ đầy đủ tại đây. Đây là nơi được du khách tham quan nhiều nhất trên thế giới. Đã đến Bắc Kinh, các bạn không thể không đến Tử Cấm Thành. Quảng trường Thiên An Môn, trái tim của Bắc Kinh. Quảng trường có hình chữ nhật, dài 880m, rộng 500m, với tổng diện tích 440.000 m². Quảng trường Thiên An Môn là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới và là nơi diễn ra những sự kiện quan trọng của Trung Quốc, bao gồm lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và lễ diễu hành mừng Quốc khánh Trung Quốc. Bao quanh quảng trường là những danh thắng nổi tiếng của Bắc Kinh như Lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông, Đại lễ đường Nhân dân và Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành. Chủ tịch Mao Trạch Đông khi ghé thăm Vạn Lý Trường Thành có ghi lại câu nói nổi tiếng đến tận bây giờ là Bất đáo Trường Thành phi hảo hán, có nghĩa là người chưa đến Trường Thành không phải là anh hùng. Câu này thể hiện sự tự hào của người dân Trung Quốc về Vạn Lý Trường Thành, là một lời nhắc nhở về tinh thần yêu nước và sức mạnh của người dân Trung Quốc. Trường Thành có tổng chiều dài khoảng 6.700 km. Riêng đoạn Trường Thành ở Bắc Kinh có chiều dài khoảng 629 km. Trường Thành cao khoảng 7-8m và rộng trung bình 5-6m, được xây dựng trong hơn 2.000 năm. Đoạn Trường Thành được bảo tồn nguyên vẹn nhất ở Bắc Kinh có tên là Bác Đặc Lĩnh. Hơn 300 nguyên thủ quốc gia, bao gồm các tổng thống và thủ tướng nhiều nước đã từng đến Bác Đặc Lĩnh để được ngắm nhìn siêu công trình của nhân loại này. Phủ Hòa Thân, còn có tên gọi khác là Cung Vương Phủ hay Vương Phủ, là phủ đệ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Không gian rộng lớn của Phủ Hòa Thân uy nghi, tráng lệ, không kém gì một cung điện thu nhỏ, với kiến trúc tinh xảo bậc nhất. Nơi đây như báu vật vô giá, là di tích thời phong kiến duy nhất còn nguyên vẹn đến ngày nay. Người Trung Hoa có câu, một tòa cung vương phủ, nửa bộ sử thanh triều, đủ để nói lên giá trị văn hóa nơi đây. Tháp truyền hình Trung ương Trung Quốc với độ cao 405m, đây là một trong những tòa tháp cao nhất thế giới và có kiến trúc độc đáo mới lạ. Tháp truyền hình mở cửa cho du khách tham quan với nhiều hạng mục như đài ngắm cảnh, nơi các bạn có thể thu chọn toàn cảnh Bắc Kinh vào tầm mắt, và các nhà hàng, nơi các bạn dùng bữa tối trong cảnh hoàng hôn tráng lệ của Bắc Kinh. Di Hòa Viên nằm bên núi Vạn Thọ và hồ Cung Minh, với lưng tựa núi, mặt hướng hồ phong thủy, trái ngược với Tử Cấm Thành uy nghiêm, nơi thăm cung bí sử. Di Hòa Viên lại tựa như Ngự Hoa Viên, nơi muôn hoa khoe sắc. Khung cảnh thiên nhiên yên bình hài hòa với núi sông gấm vóc đẹp dịu dàng. Nơi đây được Từ Hy Thái Hậu chọn làm nơi nghỉ ngơi vào mùa hè, nên còn được gọi là cung điện mùa hè. Phố cổ Hu Tông, với kiến trúc độc đáo của thành phố du lịch Bắc Kinh. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc không chỉ nổi tiếng với những danh thắng đậm vị lịch sử, nơi đây còn vô vàn những con phố độc đáo. Du khách có thể chiêm ngưỡng được kiến trúc cổ kính và độc đáo xưa cũ của Trung Hoa ngày nay khi dạo quanh phố cổ Hu Tông. Con phố với những ngõ nhỏ và những ngôi nhà gìn giữ được lối kiến trúc cổ kính bạc màu của năm tháng, phố cổ Hu Tông là điểm đến để du khách bước vào cuộc sống xa xưa của nhân dân Trung Hoa. Tinh hoa ẩm thực Bắc Kinh. Gà khung bảo, khung pao được xếp trong danh sách 7 món ăn Trung Quốc nổi tiếng nhất. Chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ món gà khung bảo hấp dẫn này trong chuyến đi của bạn đâu. Để chế biến món này, người ta nấu thịt gà với đậu phộng và ớt, nên hương vị hoàn toàn khác lạ so với các món gà Việt Nam. Gà khung bảo nổi tiếng với vị cay nồng và thơm béo đặc trưng do được nấu cùng ớt và đậu phộng. Trứng ngâm trà. Ở Bắc Kinh, người ta dùng trứng ngâm trà như một món ăn nhẹ, đôi khi họ cũng dùng với cơm hoặc cháo. Trứng ngâm trà được bán tại các quầy hàng rong hoặc các quán ăn khắp thành phố. Món ăn này được người dân ăn quanh năm bởi họ coi đây là một món ăn mang lại sự thịnh vượng và may mắn. Vịt quay Bắc Kinh, đây là món đứng đầu trong danh sách các món ngon đặc sản Bắc Kinh. Dù vịt quay thì ở đâu cũng có thể có, nhưng hương vị vịt quay Bắc Kinh thì chắc chắn ăn một lần bạn sẽ nhớ mãi, không nhầm lẫn được với các nơi khác. Vịt quay ở đây có lớp da căng bóng, màu nâu vàng, giòn tan, thịt vịt bên trong vẫn ngọt mềm, chấm cùng loại nước chấm đặc biệt có độ sánh và thơm gia vị. Cách thưởng thức đúng điệu nhất món ăn chứ danh này là bạn lấy một miếng thịt vịt kèm lớp da quay giòn bóng, đặt lên trên một chiếc bánh tráng nhỏ, cho vài lát hành và dưa chuột, rồi nêm nếm chút sốt hoisin hay sốt đậu ngọt. Sau đó các bạn có thể cuộn tất cả lại và thưởng thức trọn vẹn hương vị. Kẹo hồ lô. Nếu như ai từng xem các bộ phim Trung Quốc
thì sẽ không còn quá xa lạ với món kẹo hồ lô có màu sắc bắt mắt và hương vị ngọt ngào. Thực chất kẹo hồ lô chỉ là những quả táo gai loại nhỏ được đun bên trong nước đường. Ban đầu hình dáng của hồ lô chỉ bao gồm hai quả táo, một quả to bên trên và một quả nhỏ phía dưới. Lâu dần qua thời gian, những người dân Bắc Kinh đã biến tấu món ăn này với đủ các loại hoa quả và hương vị khác nhau. Kẹo hồ lô trong tâm linh của người Trung Quốc không chỉ còn là một món ăn đường phố mà còn mang đến giá trị tinh thần, đem đến nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Bắc Kinh là thành phố vừa mang sự hiện đại và phát triển của thời đại mới, vừa giữ được nét lịch sử với những công trình kiến trúc cổ. Những công trình kiến trúc lịch sử, những di tích cổ kính vẫn còn được bảo tồn và gìn giữ nguyên vẹn cùng năm tháng. Một thành phố với những giá trị văn hóa, lịch sử song hành, tồn tại cùng sự phát triển và hiện đại vô cùng ấn tượng. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn hãy đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!